Thanh đại còn có tên gọi khác là bột tràm, tên khoa học là Indigo naturalis, bột màu xanh tự nhiên. Thanh đại là sản phẩm được điều chế từ nhiều cây như là tràm mèo, họ Oro, tràm, họ đậu, bản Nam Cân, hoặc họ chữ thập, nghề tràm, họ rau răm. Cây tràm và cây nghề tràm được trồng nhiều ở nơi vùng núi Việt Nam để chế thuốc nhuộm màu tràm. Thường cây tràm hay được trồng hơn, cây này còn mọc và một số nước khác như Malaysia, Ấn Độ, một số nước châu Mỹ, châu Phi. Thường người ta trồng tràm bằng hạt vào các tháng 2 cho đến tháng 5 và hái cây vào các tháng 6 đến tháng 8. Gốc còn lại sẽ nảy nữa vào một tháng sau và có thể hái lần. Thanh đại vị mặn, tính hàn và khuyên can, tác dụng thanh nhiệt giải độc, lương huyết tiêu ban, được dùng làm thuốc chữa sốt, giải độc, viêm hạnh nhân, viêm BA, cam tẩu mã, chữa viêm lợi chảy máu. Liều dùng từ 2 cho đến 8 gram, do vị thuốc khó tan trong hoặc cho vào thuốc thang. Thanh đại là thành phần chính của thuốc cam có màu xanh trong các phòng mạch của lương y để chữa các chứng bệnh trên. Cây tràm ít được dùng nhưng tràm hay được dùng làm thuốc. Cây nghề tràm ngoài công dụng dùng để chế tràm ra, người ta còn dùng toàn cây nôn mửa, điên cuồng, ra thai hoặc dùng dễ trộn với xạ hương và hùng hoàng để chữa rắn cắn. Thanh đại hay tràm ngoài công dụng làm thuốc nhuộm màu xanh lam rất hay được dùng trong đông y làm thuốc chữa sốt giải độc, viêm hạch hạnh nhân, cam tẩu mã, viêm lợi chảy máu. Với liều từ 2 cho đến 6 gram, dùng ngoài không có liều lượng. Thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sống khỏe 360. Ngày hôm nay thì Phương Thảo rất vui được trong Sống khỏe 360 kỳ này. Quý vị thân mến, cây tràm là một loại cây sống ở vùng núi và được dùng để tạo thuốc nhuộm, và tràm còn được dùng để chế thanh đại, một vị thuốc trong y học cổ truyền. Và trong chương trình ngày hôm hiểu với quý vị và các bạn ở cây tràm như là công dụng của nó, như là vị thuốc thanh đại, và đồng hành với chúng ta như thường lệ, xin trân trọng giới thiệu thầy thuốc ưu tú thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Y Dược Học Cổ truyền Việt Nam. Cảm ơn bác sĩ đã nhận lời đồng hành trong chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào Phương Thảo, xin kính chào các quý vị khán giả. Thưa bác sĩ, thanh đại là thành phần chính của thuốc cam, nó có màu xanh, nhưng mà thời gian gần đây thì có thuốc cam thì có màu da cam và màu đỏ, thì liệu chúng ta có thể tin tưởng và sử dụng được không ạ? Tùy từng trường hợp mà để chúng ta sử dụng cái thuốc cam, và mỗi một cái trường hợp ứng với cái loại thuốc cam thì nó có cái cách bào chế. Tôi ví dụ như nếu như mà cái cam tích chẳng hạn, thường là được bào chế bằng các cái vị thuốc mà có tác dụng là kiện tỳ vị thì nó khác. Trong chương trình hôm nay thì ta nói đến cái vị thanh đại. Khi ta nói đến thanh đại thì thanh đại được bào chế từ các cái nguồn dược liệu khác. Trong cái chương trình hôm nay thì thanh đại chủ yếu là được bào chế từ cây tràm, trong đó là có cây tràm mèo, rồi cây tràm và kết hợp với lại cây gọi là bản Nam Cân để tạo thành cái tên của nó là thanh đại. Thanh tức là màu xanh, tràm tức là màu xanh tràm, cho nên cái thuốc cam mà được bào chế từ thanh đại là phải có màu xanh tràm thì nó mới đúng. Còn lại nó có thể có các cam hay là cái màu đỏ đấy thì chúng ta phải hết sức lưu ý. Nó có thể là thường là cái thuốc cam á, nó được điều chế từ rất nhiều các cái nguồn khác nhau, trong đó có các cái loại cam mà được bào chế từ các cái nguồn có các cái độc tính, nó có cái màu sắc khác nhau, thì khi đã nói đến thanh đại là các cái màu khác không đúng, cho nên chúng ta phải lưu ý cái điều này. Dạ vâng, và thanh đại thì cũng được biết tới là có thể là giải nhiệt khá là tốt. Đúng rồi, mùa hè thì cũng đã chúng ta cũng cảm thấy rất là nóng nực và oi bức trong cái mùa hè này. Vậy thì Phương Thảo cũng như là quý vị khán giả đang theo dõi chương trình, thì chúng ta có thể là giải nhiệt với thanh đại như thế nào ạ? Đúng rồi, đối với y học cổ truyền ấy, thì thanh đại nó có cái đặc điểm là vị mặn và tính bình, có tác dụng thanh nhiệt giải độc rất là tốt, phải không ạ? Và nó có tác dụng cái thanh nhiệt ở đây nó còn có cái tác dụng giải thử tức là chống nắng, cái khi mà chống nắng á, thì chúng ta có thể sử dụng cái thanh đại. Cái cách sử dụng thanh đại trong giải cảm nhiệt thì người ta thường dùng là thanh đại, hoạt thạch và cam thảo, ba vị này, hoặc là chúng ta có thể là sắc lên uống, phải không ạ? Hoặc là chúng ta có thể đều cùng là tán bột hết ra, rồi chúng ta lấy cái 2 gram cái bột đó rồi chúng ta hãm với nước uống, thì nó có cái tác dụng là thanh nhiệt giải thử, tức là giải nắng rất là tuyệt vời. Dạ vâng, và thanh đại ngoài việc là có thể là chúng ta giải nhiệt trong mùa hè nắng nóng thì còn được biết tới là vì có thể
trị những căn bệnh như là viêm răng, lợi, hầu họng và rất là thân thuộc với trẻ em. Vậy thì chúng ta có những phương thuốc cụ thể như thế nào? Vâng, đúng như vậy. Chúng ta biết là đối với cái trường hợp cao mà trẻ em ấy, nó có nhiều biểu cái cháu mà ngoài cái chuyện là ăn uống không tốt, không tiêu hóa được thì nó có cái trường hợp là hầu họng hay bị viêm, hay bị sưng và đặc biệt là viêm lợi rồi thì đau răng vân vân là hay bị, cho nên hay quấy khóc. Thì trong cái trường hợp đó chúng ta dùng cái thanh đại rất là tuyệt vời, nhưng đương nhiên là chúng ta không thể dùng một mình thanh đại mà chúng ta phải kết hợp với các cái vị thuốc khác. Ví dụ trong cái trường hợp mà trẻ bị hay bị mà làm cho lợi hay bị sưng, bị viêm, bị đau hay là bị chảy máu chẳng hạn, thì trong trường hợp này chúng ta sử dụng cái thanh đại để chúng ta chấm, chúng ta bôi ở bên ngoài chứ chúng ta không dùng uống. Thì thường là người ta sử dụng như thế này, người ta hay với bạch phàn hay là với băng phiến rồi với hoàng liên, hoàng bá để kết hợp với nhau để tạo thành tán bột ra, rồi sau đó ta chấm vào tại chỗ đó mà lợi hoặc là răng bị đau. Hay là cái trường hợp mà hầu họng mà hay bị á, thì người ta cũng hầu họng á, rồi thì răng lợi á, thì người ta cũng có thể sử dụng cái bài như là thanh đại, hoàng liên, thì đinh hương, đại hồi, cam thảo, bạch phàn, chúng ta kết hợp với nhau, chúng ta tán bột ra, rồi chúng ta có thể là chấm vào tại cái nơi lợi, răng bị đau, hoặc là chúng ta có thể là vâng ạ, để cho nó có cái tác dụng là thanh nhiệt giải độc rất là tuyệt vời trong trường hợp như thế này. Dạ vâng, và rất là đơn giản để chúng ta có thể áp dụng đối với tất cả các thành viên trong gia đình. Sẽ là chương mục kết nối cùng với khán giả, thì một khán giả đến từ Bắc Cạn thì muốn hỏi bác sĩ như sau. Xin chào bác sĩ của chương trình và xin chào chương trình Sống Khỏe 360. Và tôi thì rất là mong chương trình ngày hôm nay có thể giải đáp cho tôi về một thắc mắc, đó là còn gọi là thanh đại, chỉ viêm tuyến mang tai cấp tính trẻ em hay người ta còn gọi là quai bì. Tôi ở Bắc Cạn thì cũng có cây này nhưng không biết sử dụng như thế nào. Và cũng xin hỏi thêm là cháu nhà tôi hôm nay 7 tuổi hay ho có đờm thì có. Xin cảm ơn bác sĩ và cảm ơn chương trình rất là nhiều. Vâng, rất cảm ơn câu hỏi của bạn khán giả gửi tới chương trình. Đúng như vậy, như trên chúng ta đã nói nhiều về cái tính năng của cái vị thanh đại này rồi. Ngoài cái tác dụng thanh nhiệt giải độc là để mà trị ho do cái phổi nhiệt, cái phế có nhiệt đó, thì đối với cái trường hợp mà bị quai bị trẻ em thì người ta rất hay dùng cái thanh đại này để điều trị. Nhưng mà tuy nhiên trong trường hợp quai bị thì chúng ta vẫn cứ dùng ngoài thôi. Hay thuốc để mà điều trị cái quai bị ở trẻ em ý, thì thường kết hợp giữa thanh đại và băng phiến. Hai cái vị này chúng ta tán nhỏ rồi sau đó chúng ta hòa với chút nước ấm và có được cái dung dịch đó rồi thì chúng ta bôi lên cái vùng tuyến mang tai bị đang bị viêm, bị sưng, bị đau đó. Thì nó sẽ, chúng ta có thể là bôi một ngày từ 2 cho đến 4 lần. Thì như thế thì nó sẽ dần dần nó sẽ tiêu đi. Nó với dụng nó kháng viêm mà rất là tốt. Cái trường hợp mà cháu bé mà 7 tuổi mà bị ho á, thì chúng ta sẽ có một cái bài thuốc để mà trị ho do cái phổi của cháu nó nóng, mà chúng ta dùng đó là chúng ta dùng hai vị kết hợp với nhau, đó là thanh đại và cát phấn. Hai vị này chúng ta liều bằng nhau, thì thông thường là mỗi một ngày thì mỗi một cái vị này chúng ta dùng 12 gram, chúng ta tán bột ra rồi chúng ta lấy ngày khoảng 12 gram, rồi chúng ta sẽ hòa vào nước rồi cho cháu bé uống, hoặc là chúng ta cũng có thể là chúng ta đun lên rồi chúng ta cho trẻ uống thì nó sẽ cầm được cái ho của trẻ. Dạ vâng, và cảm ơn bác sĩ mà chia sẻ rất là nhiều những thông tin hữu ích gửi cho quý vị khán giả. Quý vị thân mến, chúng tôi cũng xin chia sẻ thêm là tràm là một loại cây cỏ thông thường thì thường được sử dụng làm thuốc nhuộm, và trong y học thì nó có thể chế thành những vị thuốc thanh có tác dụng như là giảm đau, hạ sốt và trị những các nhọt lở, viêm nhiễm ngoài da. Còn công dụng này thì cũng đã bác sĩ chia sẻ rất là kỹ trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn.